Xin chào các bạn, đây sẽ là video review sâu về chiếc máy cắt sticker mà Ray đang sử dụng, cũng như trả lời tất tần tật câu hỏi của các bạn về loại máy mới lạ này. Nó cắt sticker như thế nào, lợi và hại ra sao và các bạn có nên mua nó không? Hãy cùng Ray xem hết video nha. Sau bao ngày chờ đợi thì em yêu đã về với buôn làng rồi đây. Seahood Bộ Tray 3. Trong lúc các bạn xem unbox thì Ri sẽ nói sơ một chút về chiếc máy này. Đây là COS Bộ Tray 3 được đặt mua từ Amazon Mỹ thông qua trung gian là Fado. Ri mua với giá 6 triệu luôn cả ship lúc máy đang sale. Fado vận chuyển khá là nhanh, 10 ngày là đã về đến tay Ri rồi và không lỗi lầm gì. Nếu các bạn chưa biết thì COS là cái tên đứng chung với Cricut trong thị trường máy cắt cá nhân tại nhà với thiết kế đẹp và phần mềm dễ sử dụng cho người mới. Bộ Tray là dòng máy nhỏ với kích thước cắt từ A4 đổ lại, chỉ cắt những vật liệu mỏng như bìa cứng, giấy, sticker. Còn những máy lớn hơn sẽ cắt được A3 và những vật liệu dày như là foam, thậm chí cắt được những tấm kim loại mỏng nữa. Ri chọn mua em Bộ Tray 3 này thứ nhất là vì tin tưởng thương hiệu COS. Sau khi đã tham khảo người quen đã từng dùng cả Cricut, COS và Brother. Thứ hai là vì giá nó khá ổn. Thứ ba là vì nó nhỏ gọn. Và cuối cùng là vì Ri có ý định kinh doanh một số sản phẩm sticker. Thân máy nè, thân máy không có đặt kính mà nó sẽ thông trước và thông sau. Các bạn thấy cái tay Ri ở phía sau không? Đó. Tiếp theo rất là quan trọng đó chính là cái lưỡi dao. Đây là tấm thớt cắt để mình dán những cái tấm A4 lên để mình cắt. Sau đó mình sẽ có dây nối, dây nguồn nè và dây nối vào trong máy vi tính. Đây là một cái đầu USB. Cuối cùng quan trọng chính là cái phần mềm điều khiển cái máy cắt này. Giờ tôi sẽ mở ra cho các bạn xem lưỡi dao bên trong nó sẽ như thế nào ha. Lưỡi dao này rất là nhỏ luôn và nó có thể xoay được. Thì nó luôn được bảo vệ trong một cái khối dao như vậy. Và COS gọi cái này là autoplay. Ow. Thì khi mà các bạn sử dụng á, thì máy sẽ có cái thao tác là nhấn xuống và nó điều chỉnh cái độ dài ngắn của dao để điều chỉnh cái mức độ cắt nông hay là sâu. Và khi mà các bạn muốn thay cái lưỡi dao thì các bạn không thể thay được cái đầu nhỏ này mà các bạn phải thay toàn bộ cái cục dao này luôn. Thì một cái lưỡi dao này Ri không nhớ chính xác giá nhưng nó cũng tầm 400-500 ngàn á. Khi sử dụng thì mình lắp vào đây rồi mình kéo vô. Những cái máy to hơn theo Ri thấy thì nó có sử dụng tới 2 dao lận. Còn thớt cắt giấy này nó sẽ được đi kèm một cái miếng để mình bảo vệ cái lớp dính. Thì đây là cái lớp keo dính nè. Các bạn thấy Ri chạm tay vào và nó dính lên tay Ri. Nhưng thực ra nó đã bớt dính đi nhiều rồi. Ở đây các bạn thấy có một cái miếng ni lông là, đó là bởi vì khi mà nó dính toàn bộ một cái miếng A4 thì Ri lột ra nó sẽ bị kiểu cong cong cái giấy nó dính. Nó dính chặt một số chỗ và nó cong cái giấy. Nên là Ri phải sử dụng một cái miếng ni lông ở đây. Hồi trước ngu đi lấy cái miếng giấy nên là bây giờ nó dính mấy cái bụi giấy nè. Thì khi giấy dính lên đây thì các bạn có thể lột ra dễ dàng thôi. Nếu mà chỉ mới dính vào tầm vài phút thì nó không có vấn đề gì hết. Chỉ khi trường hợp mà mình dính lâu thì nó mới bị thôi. Đây là cái hàng nút ở bên máy. Đây là nút để lốt và giấy vào và để đẩy giấy ra. Còn đây là nút bật nè. Đi bật cho các bạn xem. Đó. Còn đây là để tạm ngưng lúc mà máy đang cắt. Còn đây là Bluetooth, mặc dù nó có kết nối Bluetooth nhưng mà không nên sử dụng khi cắt đâu. Vì khi mà nó mất tín hiệu thì nó dễ làm hư cái phần cắt của mình á. Về phần mềm Seahood Studio này thì Ri thấy nó không có quá nặng, nó cỡ Photoshop và dễ sử dụng với những ai mà quen với phần mềm đồ họa. Còn nếu mà các bạn chưa quen thì tìm hiểu từ từ, nó cũng không quá phức tạp đâu. Đầu tiên thì các bạn cần có file sticker. File này nên là file dạng PNG để tách nền. Lý do nó cần là file tách nền vì Seahood Studio có khả năng tạo đường cắt từ cái file tách nền. Như các bạn thấy cái đường đỏ ở đây chính là cái đường cắt đã tự được tạo. Thực ra thì các bạn có thể tự tạo đường cắt ở trong đây được luôn, nhưng mà nó sẽ tốn thời gian hơn là mình thao tác bằng cái app đồ họa ở bên ngoài. Ri kéo sticker tới kích thước mà mình muốn, sau đó thì ở phần này Ri sẽ bật on cái chỗ registration mark lên để nó hiện những cái chấm ở 4 góc. Thì các bạn có thể thấy là những cái chấm này dùng để cho máy quét và nhận diện cái tờ giấy của mình để nó cắt vô đúng cái kích thước sticker. Nếu mà không có những cái chấm này thì nó sẽ rất dễ cắt lệch, mình khó canh lắm.
Những cái phần gạch gạch như này là phần máy sẽ không cắt, nên mình không nên để bất kỳ một cái sticker nào bị đè lên trên những cái phần đó. Ngoài việc các bạn kéo thả một file có sẵn thì các bạn có thể tự tạo những cái đường cắt như vậy để các bạn cắt trên một cái nền trơn. Như ở đây nè, từ file đó Ri đã cắt ra được những cái khung hình tròn và hình vuông chữ nhật để Ri có thể dễ trang trí trên một cái nền giấy decal da bò. Bước 2 là mình sẽ in cái tấm này ra để cho nó có những cái đường dấu như vậy nè các bạn. Trên app của Siêu Hút thì Ri thấy nó ra màu khá là tốt, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà mình muốn xuất ra ngoài mình in thì cũng không được, tại vì nó bắt trả tiền mới xuất ra được cái này dạng hình á. Thực ra là cũng có cách để bùa những cái dấu này đi vô trong Photoshop, nhưng mà nói ra thì dài lắm, để hôm khác Ri chỉ sau ha. Tới bước này thì vui rồi nè, Ri sẽ cố định cái tấm A4 này lên trên cái miếng thớt để cắt. Ở ngay này nó có một cái dấu có chữ A4 nên mình phải để thật là đúng, nếu không nó sẽ bị cắt lệch mặc dù nó đã có cái dấu này rồi nha. Ri sẽ vuốt cho nó dính hơn một chút xíu. Cái thớt của Ri nó bớt dính rồi. Sau đó thì mình sẽ mở máy ra và Ri để cái tấm thớt này vào cái mép tấm thớt. Các bạn thấy nó có một cái dấu ngay đây, Ri tô lên á, phải để đúng ngay cái vạch đó mới được. Và mình bấm cái nút mũi tên để máy nó đưa giấy vào. Trở lại với phần mềm thì mình sẽ vào một cái tab tên là Send như vậy. Và những cái chỗ tô đỏ là những chỗ nó sẽ cắt. Ri không muốn nó cắt chỗ này nên là Ri sẽ chọn nó và Ri bấm vào No Cut. Đó, thì cái phần này nó sẽ mất vạch đỏ đi. Tiếp theo Ri cần chọn trong danh sách là cái loại mà mình cần cắt. Ở đây thì Ri đã chọn sẵn là sticker paper white, có nghĩa là giấy decal và màu trắng. Máy nó sẽ mặc định có hai cái là force, có nghĩa là lực, và tốc độ. Thì lực có nghĩa là cái độ mạnh yếu của dao, thì vật liệu càng dày thì nó càng mạnh hơn. Đây là lực mặc định cho giấy decal. Nhưng mà nếu mà decal của mình nó mỏng, chẳng hạn Ri muốn cắt washi tape hoặc là cắt những cái vật liệu mà nó không có trong cái bảng chọn này, thì Ri sẽ tùy ý mà Ri chỉnh cái lực của nó xuống để nó cắt nhẹ hơn. Rồi, sau khi tất cả đã sẵn sàng thì Ri sẽ bấm vào nút send ở đây. Đây là lúc mà máy sẽ quét những phần chấm để làm dấu trang giấy nè. Nếu mà con dao di chuyển hết 3 cái dấu có nghĩa là register thành công. Còn nếu mà không, nó chỉ dừng một chỗ có nghĩa là đã không thành công và mình phải chỉnh bằng tay. Đây là phần phê nhất mà ai cũng mong khi mua một cái máy cắt. Khuyết điểm của máy này là nó ồn thiệt sự luôn á các bạn. Cắt đường thẳng thì êm, chứ cắt những cái đường tròn hay là di chuyển cong cong như vậy là rộng rộng nó chạy ồn nhức đầu luôn á. Các bạn cứ tưởng tượng thay vì tay mình cầm dao rọc thì máy nó sẽ mô phỏng tay mình bằng cách di chuyển dao bằng rồng rọc và di chuyển mặt giấy trước sau bằng thanh cuộn này. Vậy nên khi dao liên tục bị đảo qua đảo lại hoặc phải nhấn sâu hơn thì dao sẽ dễ bị mòn. Do đó những chỗ đặt in sticker cắt bằng máy dạng này thường hạn chế nhận cái đường cắt răng cưa phức tạp để hạn chế hao mòn của máy. Ok, máy đã cắt xong rồi đây các bạn. Ri sẽ bấm dấu mũi tên để nó đẩy giấy ra. Phần thớt nó bớt dính rồi nên gỡ ra như không luôn nè, rất là dễ. Tùy chọn hồi nãy của Ri là bế đề mi, tức là nó chỉ cắt đúng cái phần giấy ở phía trên thôi và chừa lại cái phần đế ở bên dưới không có cắt. Nhưng mà lực nó vẫn hơi mạnh hơn một chút xíu, mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Nếu mà các bạn muốn bế đứt thì các bạn tăng lực lên thôi. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là lúc mà các bạn bế đứt á, thì nó sẽ dễ bị lẹm xuống phần thớt như vậy nè. Và nó dễ bị mòn dao hơn nữa, nên những bạn mà xài lâu năm á, thì các bạn ấy khuyên là nếu mà các bạn bế đề mi thì các bạn nên sử dụng một con dao, một con thớt riêng. Nếu mà các bạn muốn bế đứt thành nguyên một con sticker như vậy thì các bạn nên chọn một bộ dao và một bộ thớt riêng thì nó sẽ bền hơn. Câu trả lời là có, nhưng mà một khi nó đã bớt dính rồi thì các bạn có thể sử dụng cái băng keo kéo để các bạn dán lên, không cần phải thay một cái tấm mới. Như là máy Brother thì cái thớt cắt của nó rất là ít dính, nên là các bạn xài máy Brother cũng phải sử dụng cái băng keo kéo để dính lên thôi. Nếu mà cái tấm thớt này không bị cắt sâu vô nhiều thì các bạn hoàn toàn không cần phải thay tấm mới. Cắt rất chi tiết, thậm chí nhỏ hơn cả 1mm. Đây là file mà Ri cắt rất là chi tiết và khá là sát viền. Cái viền chỉ chừa ra tầm 0.03 thôi. Và các bạn thấy cái lỗ ngay này nó cũng cắt được luôn nè, các bạn thấy không?
Đó, nên là thực ra máy có thể cắt rất là chi tiết luôn, nhưng mà hạn chế thôi, tại vì nó dễ bị mòn dao á. Các bạn có thể bấm vào đây để xem video mà recut những cái sợi pháo hoa nó nhỏ hơn cả 1mm mà máy vẫn cắt được. Tuy nhiên nếu các bạn cắt quá nhỏ thì sẽ dễ kéo rách giấy, nên là các bạn cắt nhỏ thì nên cắt trên những cái vật liệu khó rách như là vinyl hoặc là những cái vật liệu để canh nhựa chẳng hạn. Câu trả lời là không nhiều. Đối với những hàng photocopy là chắc chắn không có rồi đó. Chiri chưa bao giờ thấy một cái cửa hàng photocopy nào trang bị máy cắt cả. Hoặc là các bạn có thể đến những cửa hàng mà người ta làm đề can á, người ta sẽ có cái máy cắt đề can, thì cái đó cũng là một cái dạng máy cắt, sẽ là kiểu cắt miếng chữ xong rồi lột ra kiểu như vậy. Nên nếu mà các bạn muốn in sticker cắt ra sẵn thì các bạn phải tìm đến những nơi mà người ta có sẵn cái dịch vụ đó. Như các bạn cũng thấy, re demo ở ban đầu thì máy cắt không như là mơ đúng không? Ngoài cái chuyện là vô cùng thích thú là đưa cái sticker vô trong máy để cắt, thì cái chuyện tạo file nó rất là tốn thời gian cũng như là tốn công sức của mình. Nên là lời khuyên của re là nếu mà các bạn có điều kiện và các bạn phục vụ sở thích thì các bạn thoải mái, thích mua thì mua và re cảm thấy nó thú vị để mua. Còn nếu mà ngân sách của các bạn eo hẹp và các bạn không có ý định kinh doanh thì re nghĩ là không nên đâu. Sử dụng con dao trổ hoặc là sử dụng kéo, nó nhanh và nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Còn nếu mà các bạn đang cân nhắc sử dụng máy này để kinh doanh sticker kiểu dạng small business thì các bạn nên cân nhắc về yếu tố thời gian khi mua máy, tại vì máy này nó chỉ là máy size A4 thôi. Thí dụ như là re cắt cái tờ như vậy thì khoảng 100 tờ nó sẽ tốn ri đâu đó tầm 3 đến 4 tiếng. Nên nếu mà các bạn làm nhiều và muốn tiết kiệm thời gian thì các bạn nên cân nhắc những cái máy size A3. Máy này thì nó sẽ hơi nhỏ đó. Vậy ri thích và không thích gì ở chiếc máy này? Nói về cái thích đầu tiên đi ha, đó chính là sự gọn nhẹ của nó. Ri có thể cầm, nó rất là dễ dàng và nó nhỏ xíu à. Và cái thiết kế cũng dễ thương, trắng, để trong nhà nhìn nó có tính chất trang trí nữa. Tiếp theo là đối với phần mềm COS Studio thì Ri thấy dễ sử dụng, cũng như là nó cắt ra được những cái đường cắt chi tiết. Lúc có cái máy này thì Ri tìm hiểu nhiều hơn mới biết là người ta không chỉ dùng để cắt sticker mà còn dùng để cắt rất là nhiều thứ trên đời. Ví dụ như là cắt những cái bìa để làm mô hình, hoặc là cắt những cái vật liệu để làm rất là nhiều thứ khác, thì kiểu nó mở rộng ra thêm cái vùng để cho mình sáng tạo á. Còn điều mà Ri không thích là cái máy này nó quá ồn đi, nó ồn nhức đầu luôn á các bạn. Và nó thường xuyên bị lỗi cái chuyện mà nhận diện cái chấm ngay góc như vậy. Mặc dù là nó cũng dễ sửa cái lỗi này thôi, nhưng mà nó cũng hơi phiền một tí xíu. Có thể là do cái máy của Ri nó dở chứng như vậy, những cái máy khác có thể nó sẽ không bị. Đáng cân nhắc nữa đó là nó không có nhà bảo hành tại Việt Nam, mua từ bên Mỹ về. Mặc dù cái máy này làm ở Việt Nam nha, Ri thấy là có nhà máy sản xuất ở phía Bắc á, nhưng mà nó chỉ xuất qua Mỹ thôi và không có bán tại Việt Nam. Nên là hy vọng sắp tới thì COS sẽ cân nhắc để có một văn phòng ở Việt Nam để mình có thể mua máy và mình mua những cái phụ kiện và được bảo hành tại đây luôn. Hy vọng video này đã giúp các bạn hiểu hơn về máy COS Portray 3 cũng như là về máy cắt nói chung. Nếu các bạn thấy hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe channel của Ri nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye!